Kính thưa quý vị và giờ đây chúng con lại một lần nữa được trở lại với uh, cha Quốc Linh. Thưa cha Quốc Linh thì uh, nói về uh, tâm sự của đời sống lên mục cái thì khi mà chúng ta uh, theo cái sự uh, hiểu biết của con cũng như là kinh nghiệm của con thì uh, cũng có những cái niềm vui và những cái nỗi buồn. Vậy thì uh, con xin hỏi cha là trong những uh, năm làm linh mục của cha thì lúc nào cha cảm nhận được cái niềm vui nhiều nhất và có khi nào cha cảm thấy là bị cô đơn hay là bị bỏ rơi hay không và những cái lúc đó thì cha làm cái gì thưa cha? Thế thì cái ngày đó con vẫn nhớ là ngày 10, 15 tháng 2 ừ. năm 2014 à, ngày mà Chúa Thánh Thần thánh hóa con ừ. để con trở nên một tạo vật, một tạo vật mới ừ. một linh mục của Chúa để từ hôm nay không còn sống cho mình nữa mà sống cho Chúa và sống cho tha nhân. Yeah. thì hôm đó quý ông bà anh chị em biết trước đó là con rất là lo lắng ừ. và cái lo lắng đó nó luôn luôn hiện diện ở trong con cho đến cái giây phút mà khi con nằm xuống và đức giám mục đã đọc lời truyền phép ừ. đặc biệt là sau kinh cầu các thánh đó yeah. thì xin chúa thánh thần xuống để thánh hóa các linh mục các tiến chức yeah. này yeah. thì ngay sau khi mà con đứng dậy thì con cảm thấy một cái niềm vui một cái sự đổi mới gì đó sâu thẳm từ trong tâm can của con yeah. và đầy tràn niềm vui ừ. và đặc biệt là sau đó sau những ngày mà con dâng những thánh lễ đầu tiên đó thì con cảm thấy cuộc đời con đã hoàn thành rồi. Và yeah. Con nói lại Chúa, nếu tối nay con chết cũng được. Amen. Bởi vì Amen. Bởi vì rất là hạnh phúc. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah, rất là hạnh phúc. Đó thì với cái với cái xác tín đó, với cái cảm nhận đó thì những cái lúc mà con buồn, ừ. những cái lúc mà con cảm thấy bởi vì trong sống trong thân phận con người mà ừ. thì con lại cảm thấy con muốn trở về với lại cái giây phút đó. Dạ. Yeah thực sự trong đời sống linh mục nhất là các linh mục trẻ ngày hôm nay ừ. chúng ta phải đối diện với sự cô đơn. Yeah. Nhưng mà mới đây thôi thì chắc là Chúa thương con, cho nên Chúa lại cho con một cái cảm nhận rất là sâu sắc đó đó là con bắt đầu tập làm bạn với nỗi cô đơn. Oh, wow. Như quý anh chị em biết sau thanh lễ ngày chủ nhật phải không? Ừ. Người ta đi về tay trong tay vợ con rồi mọi đi sự rồi chung. đi ăn chung yeah. rồi vui vẻ như vậy. Yeah. Còn một mình mình ở trong nhà thờ, <laughs> ở trong nhà dòng các cha thì mỗi cha cũng có một cái công một cái công việc riêng yeah. thì lúc đó thực sự cái nỗi cô đơn nó gặm nhấm mình mm. Mm. nhưng mới đây thôi con lại học cách enjoy mm. cái lonely moment ah. bởi vì thực sự trong đời sống mục vụ của mình đó mình bận rộn lắm yeah. làm việc này làm việc khác chạy chỗ này mm. chạy chỗ khác chuẩn bị việc này chuẩn bị việc khác mm. mấy lúc mình có thể thực sự ngồi xuống để mình với chúa có thể gần gũi nhau mm. và những cái lúc cô đơn đó thì bây giờ con xác tín rằng đó là lúc mà Chúa gần chúng ta nhất. À, chúng muốn nói chuyện với mình. Hả? Chúa, muốn, chúa ừ. muốn nói chuyện với mình nhất yeah. và đó là khoảng cách của Chúa ừ. với mình. Wow. Cũng yeah. giống như là khi con suy nghĩ về khi Chúa Giêsu ở trên thập giá vậy. Ừ. Chúa Giê-xu đau khổ, Chúa Giê-xu cô đơn đến mức độ mà Chúa Giê-xu nói lại cha. Tại sao cha bỏ con? Ừ. Ừ. Và điều đó cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là một Thiên Chúa thực sự yeah. và Thiên và Chúa Giêsu cũng là một con người thực sự. Ừ. Nhưng mà thường hỏi rằng lúc đó cha có bỏ con không? Không. không cha rất ở gần con ừ. cha đang thông chia với con ừ. chính những đau khổ của ừ. con ừ. đang chịu để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại ừ. yeah. và con tập tập biết gọi là enjoy cái moment wow. of loneliness bởi vì con yeah. biết rằng khi chúng ta cô đơn nhất là ừ. lúc đó chú gần chúng ta nhất yeah. qua cái kinh nghiệm của cha như vậy thì con đời sống của con lên mục thì con nhiều khi con cũng cảm thấy là như vậy tại vì ngay những cái lúc mà mình như vậy đó cha thì thường thường con hay viết như là viết nhạc á, thì những cái bài hát của con thường thường là đến với những cái lúc mà hơi bị cô đơn một chút, hay là những cái gì mà nó đánh động mình đó, thì qua những cái gì cha chia sẻ ngày hôm nay thì con cảm thấy rất là đúng và mình phải học cách để qua những cái 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 sự cô đơn như vậy, hay là cái lúc Thinh lặng như vậy, thì thật sự đây là cái cái lúc mà Chúa muốn tâm sự với mình và mình nói lên với Chúa những cái gì sâu thẳm nhất trong đáy lòng của mình và kính thưa quý vị là quý vị nhiều khi đời sống tất cả mọi người đều có sự cô đơn thì quý vị cũng nghe che giảng hôm nay và nhớ cầu nguyện tại vì khi mà mình cầu nguyện như vậy khi trong thân lạnh như vậy nếu mà mình cầu nguyện thì Chúa sẽ nói trong trái tim của mình phải không thưa cha? Dạ vâng đúng rồi yeah, yeah. Và thực sự những cái lúc cô đơn đó mà mình biết chạy đến với Chúa Thì Chúa sẽ biến nỗi cô đơn đó trở thành niềm vui. vui Dạ vâng Và dạ, chỉ vâng. sau một thời gian ngắn thôi 5-10 phút mình ngồi với Chúa thôi Thì Chúa đổ đầy tràn ơn Thánh Chúa xuống ừ. trong tâm hồn của mình Trong những lúc ừ. mình cô đơn nhất ừ. Và nếu mình không tỉnh nữa Thì cái lúc <laughs> cô đơn nhất là lúc ma quỷ nó tấn công mình oh, vâng. Và thường vâng. là như vậy Ừ. Người ta phạm tội khi nào? Khi người ta cô đơn ừ. à, Vậy thì cái lúc cô đơn là lúc mình có quyền để quyết định Chúa wow. hay là hay là sự giữ Quý vị thấy không? Cha ừ. rất là trẻ mà có rất là nhiều wisdom Vậy <laughs> thì thưa cha thì thường thường nói về những cái sự uh, cô đơn và cái sự cám dỗ đi Tại vì có thể là những cái lúc này thì là cái cám dỗ rất là nhiều thì trong cái đời sống của cha, cha vừa trẻ lại đẹp trai, con nhà giàu học giỏi mà lại dạng hay như vậy, thì con nghĩ là cha cũng phải deal với một số temptation. Yeah. vậy thì không nói, không dám là tò mò vào đời sống cá nhân của cha, ừ, cha. Thì... nhưng mà xin hỏi cha là cha có bị cám dỗ hay không và cha phải uh, uh, chống lại với những cái sự cám dỗ đó như thế nào? Nhà yeah, vâng thì chắc chắn là con người đến Chúa Giêsu mà còn phải bị cám dỗ <laughs> phải phải không kính thưa quý ông anh chị em Chúa Giêsu bị bị cám dỗ mà bạn mà và bị cám dỗ rất là nặng nề ừ. cám dỗ ai cũng phải ai cũng phải gặp hết ừ. nhưng mà thực sự cám dỗ chưa phải là tội ừ. cám dỗ là dịp để chúng ta như con nói đó mình quyết định ai là người chiến thắng yes yes Chúa Giêsu hay là cơn cám dỗ đó ừ. vậy thì cám dỗ nó luôn luôn đến ừ. nhưng mà mình đối diện với cơn cám dỗ như thế nào thì lại ừ. là một chuyện khác yeah. và có lẽ con cũng dám chia, chia sẻ thật với uh, quý bạn chị em cái cám dỗ lớn nhất với bản thân uh, yeah. con đó là cái con người của chính mình wow. cái tôi hay sao chứ cái tôi của mình yeah. Ừ. Yeah. cái tôi của mình những cái yếu đuối nơi bản thân mình um. chứ không phải là từ phía bên ngoài đâu yeah. cái cám dỗ nặng nề nhất là cám dỗ um. từ bên trong um. à. nhưng mà thực sự cám dỗ nó có đó và cám dỗ là cái dịp để cho mình thể hiện mình yêu mến ai <cười> oh, <cười> mình yêu, mình yêu mến chính mình hay là mình yêu mến yêu mến Chúa của mình và khi mình thực sự mình nhận thức được, ừ. nếu có ơn của Chúa Thánh Thần mình nhận thức được ừ. thì Chúa sẽ bù đắp cho mình khi mình vì Chúa mà vượt thắng những cam dỗ đó ừ. thì cái bù đắp mà Chúa ban cho mình nó lớn gấp nhiều lần cái niềm vui mà mình vui hưởng sau khi ừ. mình 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 đã quyết tâm mình không để cho cái cám dỗ đó nó nó chiến thắng mình đã thì cái niềm vui Chúa ban cho mình nó ngọt dịu và nó sâu thẳm hơn rất nhiều. Cảm ơn cha rất là nhiều tại vì à, trong những cái, cái lúc cám dỗ như vậy hay là cũng cô đơn như vậy thì thường thường á, mình sẽ nhìn lên một vị thánh nhân để mình noi gương hay là mình tập theo thì như vậy thì cha có một vị thánh nhân nào ngoài thánh an phong sô ra cha có một vị thánh nào mà cha lúc nào cũng nhìn lên ngài để thứ nhất là học những cái đức tính của ngài thứ hai là trông cậy vào ngài một chút xíu để qua cái lời chuyện cầu của ngài lên thiên chúa thì sẽ giúp sức cho cha vượt qua những cái nỗi khó khăn đó thưa cha. dạ vâng. thực sự trong đời sống tâm linh của con thì ngay khi con mới vào vào nhà dòng và đặc biệt ừ. trong những năm đầu tiên của đời tu thì con đã được ơn của đức mẹ để ừ. nhận thánh Teresa hài đồng Giêsu. dạ. Yeah. một cách rất tình cờ thôi. Ừ. nhưng mà sau đó thì con đã nhận thấy rằng chính đức mẹ đã muốn con nhận chị Teresa ừ. để chị Teresa cầu bầu cho con. Yeah. và mỗi lần con có chuyện gì thì con hay nói chuyện với chị Teresa. Yeah. Và chắc chắn con tin rằng chị Teresa cầu bầu cho con. Yeah. Giống như là trước khi chị về với Chúa chị nói đó, sau này chị lên thiên đàng thì chị sẽ mưa hoa hồng xuống trên những ai mà 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 chia sẻ với chị. Yeah. Rồi sau này khi con về tại làm việc tại đền thánh thì thực sự ngày xưa ở trong nhà dòng thì cũng biết về thánh Joan Newman rồi. Yeah. Nhưng mà khi về làm việc ở đền thánh thì thấy những cái lời truyền cầu của ngài cho những người cho những ai chạy đến với ngài rất là hiệu nghiệm. Yeah. Và đặc biệt là cái gương sống của của ngài Ừ. vì thánh john Ninh Minh trong thánh lễ đầu tiên của ngài ngài xin chúa rằng lại thiên chúa yêu dấu của con xin ban cho con sự thánh thiện à, ngài đã đúng sống đúng. sự thánh thiện đó và con nghĩ cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay kể cả đời sống linh mục tu sĩ cũng như là đời sống giáo dân ừ. chúng ta phải tìm kiếm sự thánh thiện yeah. và ngày hôm nay ma quỷ nó đang tấn công giáo hội của chúng ta chính trong sự thánh thiện Ồ tại sao cha là sao cha có thể giải thích cái đó cho con một chút xíu dạ nữa vâng không? thì đó chúng ta thấy ngày hôm nay đó các cha bị kiện cáo rất nhiều Ah, wow. bởi vì những những cái chuyện đó yeah. đã, và nó nó làm dường như nó nó làm giảm đi cái sự thánh thiện của mẹ giáo hội ah, đấy thì ma quỷ wow. ngày hôm nay nó nhắm vô cái chuyện đó um. để mà nó nó làm cho con người ta không còn thấy đâu là sự thánh thiện nữa um. và nếu chúng ta không cầu nguyện chúng ta không xin chúa sự thánh thiện thì bản thân mình không cố gắng um. và khi khi không cố gắng thì chúa cũng cũng không ban ơn được cho chúng ta bởi vì chúng ta um. được tạo dựng như là những thụ tạo tự do Wow, vâng. Rồi Thánh Doan Newman ngài cũng có một điều nữa rằng ngài biết rằng sống đời thánh thiện không dễ. Ừ. Cho nên ngày mà ngài làm giám mục ngài là giám mục thứ tư của tổng giáo phận Philadelphia ngài đã chọn cái câu khẩu hiệu giám mục của ngài đó là The Passion of Christ strengthen me. Oh, vâng. Sức mạnh của khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá là sức mạnh. trở nên sức mạnh cho con. Oh, yeah. Để sống chữ ừ. thánh thiện chúng ta phải có sức mạnh ừ. và sức mạnh đó chính tình chính là từ tình yêu của Chúa Giêsu ở trên thập giá. Yeah. vậy thì nơi thánh John Newman con cũng có được một sự cảm thông con cũng thấy được một cái gương sáng để yeah. con cũng cầu nguyện với ngài để xin ngài nâng đỡ và giúp cho con sống xứng đáng với lại cái ơn gọi mà Chúa gọi con như một linh mục tu sĩ dòng ừ. chú thế vâng thì cảm ơn cha thật sự là qua cái sự chia sẻ của cha về những cái scandal lately uh, trong giáo hội đó thì uh, cũng phải thú thật với cha và tất cả quý khán thính giả là bản thân con có một thời gian con bị stress rất là buồn về cái, cái chuyện đó. À, vậy thì bây giờ giữa cha với con như là mình tâm sự với nhau thì nếu như vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao để đối diện với cái sự thật đó. Tại vì cái sự thật đó là nhiều cha cũng có thể là bị oan và nhiều cha cũng có thể chuyện đó nó xảy ra. Vâng. Là dùng cái power của mình abuse những người khác. Vậy thì uh, trong cái tinh thần anh em lên mục với nhau thì mình phải làm như thế nào để mình vượt qua những cái biến biến cố này yeah, thưa cha? Nha, yeah. thực sự là đây là một biến cố rất là lớn và một giai đoạn mà giáo hội chú đang thanh luyện giáo hội, ừ. chú đang thanh luyện giáo hội chúng ta, bởi vì cái điều chú cần nhất đó là sự thánh thiện nơi giáo hội và chúng ta phải thú nhận với nhau rằng có những giai đoạn, có những thành phần đã không sống sự thánh thiện đó ừ. và đôi khi chính bản thân của mỗi người Đúng chúng rồi. ta cũng vậy thôi, ừ. có những lúc chúng ta đã sống rất hở hững với chính ơn gọi của mình với chính sứ mạng của mình không phải chỉ các cha đâu mà giáo Để dân sống, dạ. cũng vậy đời sống uh, vợ chồng cũng vậy dạ dạ vâng, vâng. Yeah. nhưng mà kính thưa cha anh Bình cũng như tất cả quý ông bà anh chị em chúng ta biết rằng đức tin của chúng ta có ngày hôm nay là bởi mẹ giáo hội ừ. lúc đó con mới qua bên Boston học thần học và con học về môn lịch sử giáo hội ừ. nơi cái môn học đó nó đã giúp cho con có một cái nhìn rộng hơn rất nhiều ừ. và con đã bắt đầu biết yêu mến mẹ giáo hội bởi vì chúng ta thử tưởng tượng coi trong vòng 2000 năm mẹ của chúng ta đã phải hy sinh biết bao nhiêu những người con đã ừ. phải đổ máu ra để chúng ta có đức tin ngày hôm nay yeah. cụ thể nơi giáo hội công giáo việt nam chúng ta biết bao nhiêu các thánh tử đạo ừ. đã đổ máu ra đã chết để chúng ta có đức tin ngày hôm nay yeah. vậy thì tại sao chúng ta không nhìn vào cái vào những gương cái sáng. những cái gương sáng đó yeah. những cái vất vả những cái khó nhọc mà mẹ chúng ta đã phải hy sinh yeah. để cho chúng ta có cái đức tin ngày hôm nay wow. phải không wow. và con cũng tin chắc rằng với giai đoạn mà giáo hội đang gặp sóng gió đây Đó là âm mưu rất thâm độc của ma quỷ ừ. Ừ. Tại sao có những chuyện cách đây 70 năm, 80 ừ. năm ừ. mà nó còn lật lại ừ. Và ai biết được các linh mục đó bây giờ ở Ở đâu? Yeah. Ở đâu? Có thể các ngài đã làm thánh rồi Phải yeah. không? Yeah. Bởi vì trong tin mừng chúng ta thấy rõ Cái người trộm lành đó Suốt cuộc đời của anh ta là tội lỗi Chỉ đến giây phút sau cùng ừ. Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có ừ. tội yeah. Xin nhớ con khi ngài vào trong nước của ngài vậy mà chúa nói ngay ừ. ngày đêm nay chứ không phải ngày mai ừ. con sẽ ở trên thiên đàng với ta làm sao chúng ta biết được ừ. nhưng mà ma quỷ nó ngang qua cái thế lực của thế gian nó muốn lật lại để ừ. làm gì để tấn công đức tin của mỗi người chúng ta cho nên chúng ta phải tỉnh táo và chúng ta không thể nào vì một vài một vài phần tử ở trong giáo hội không phải vì một vài người con của mẹ giáo hội mà chúng ta lại ghét bỏ mẹ giáo hội được ừ. bởi vì mẹ chúng ta rất đau vô cùng ừ. chắc chắn cũng cũng giống như cha an bình bản thân con và tất cả mọi người chúng ta tại sao chúng ta đau chúng ta sốc khi chúng ta nghe những chuyện đó bởi vì bởi vì chúng ta yêu mến ừ. Ừ. phải không cha ừ. còn nếu giả sử nhưng mà chúng ta không yêu mến đó, thì who care yes yes nhưng mà bởi vì mình yêu mến cho nên mình đau ừ. nhưng mà mình phải tỉnh táo đừng để cho cái yêu mến đó cái tình yêu của mình đó thay vì nó nâng mình lên nó lại đè dạ, mình xuống, xuống. Dạ, vâng. và đó là cái âm mưu rất thâm độc của ma quỷ dạ, vâng vâng con à, cảm ơn cha chia sẻ những cái gì rất là tự trong đáy lòng của cha và kính thưa quý vị à, qua cái sự chia sẻ của cha linh thì à, con xin tất cả quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho anh em lên mục chúng con các tu sĩ nam nữ và cái phần quan trọng của quý vị cũng là trong cái bổn phận của mình trong gia đình à, cũng luôn là tin tưởng à, nơi mẹ giáo hội và đừng bao giờ vì những cái à, chuyện à, phải nói là cái chuyện nó không không sao nhà trẻ nhà không hay không đẹp không có hay không đẹp yeah. mà lại bỏ mẹ ra khỏi giáo hội vâng kính thưa quý vị chúng con sẽ tạm dừng ch chương trình trong một giây phút sau đó chúng con sẽ trở lại để tiếp tục cuộc nói chuyện với cha quốc linh